Hello, xin chào các bạn, và nếu như các bạn đang phân vân lựa chọn xem là mình nên mua một cái sản phẩm iPhone nào thì đây chính là video dành cho các bạn. Có thể nói rằng việc mua iPhone bây giờ thật sự là quá khó bởi vì chúng ta có quá nhiều sự lựa chọn, đến từ những dòng XS mới ra cho đến phân khúc phía dưới thì có iPhone 6S và iPhone 7 Plus vẫn còn quá tốt. Vậy thì với mức giá là 15.290.000 đồng cho một chiếc máy mới trần như iPhone 8 Plus đã active thì liệu chúng ta có nên mua hay là nâng cấp lên dòng sản phẩm này hay không? Dựa vào trải nghiệm thực tế cũng như là nhu cầu sử dụng hàng ngày thì mình sẽ phân tích theo một vài yếu tố thực tế như là mức giá, nhu cầu chơi game, độ bền của máy, thời lượng pin hay là camera chụp ảnh quay phim để các bạn có thể dễ dàng hình dung ra hơn nhé. Đầu tiên mình sẽ phân tích về mức giá. iPhone 8 Plus là một sản phẩm ra mắt cùng thời gian với iPhone X, nhưng hiện tại thì mức giá cho một sản phẩm iPhone 8 Plus mới vẫn còn là quá cao, ở mức hơn 20 triệu đồng. Với mức giá này thì chúng ta hoàn toàn có thể mua được một chiếc iPhone X đã qua sử dụng, hoặc là thêm một chút tiền nữa để mua iPhone XR. Nên mình nhận định về yếu tố đầu tiên là giá bán thì iPhone 8 Plus bản trôi bảo hành máy trần đã active thì có mức giá rẻ hơn từ 5 cho đến 6 triệu đồng so với một sản phẩm mới, phù hợp với phần lớn thu nhập của sinh viên hay là các bạn mới ra trường đi làm có nguồn thu nhập chưa ổn định. Cùng với đó là các chính sách trả góp hỗ trợ nên sản phẩm iPhone 8 Plus mới trần trôi bảo hành này chúng ta đã giải quyết được vấn đề về giá thành. Vậy với mức giá rẻ hơn thì chất lượng cũng như ngoại hình có bị ảnh hưởng hay không? Thì câu trả lời chắc chắn là không. Đây là một sản phẩm mới 100% về hình thức và bên trong cũng được test cẩn thận bởi đội ngũ kỹ thuật tại Di động Thông Minh. Hiệu năng của máy thì đang ở vị trí số 2 trong danh sách những chiếc máy khỏe nhất của Apple, với con chip A11 Bionic là dư sức để chơi game hay là sử dụng những cái tác vụ nặng. Đơn giản so sánh với chiếc iPhone 7 Plus ở khả năng chơi game thì iPhone 8 Plus tỏ ra vượt trội với những tựa game nặng yêu cầu cấu hình cao. Mình đặc biệt ấn tượng khả năng chơi PUBG trên iPhone 8 Plus vì ở phần cảm nhận cầm nắm cũng như là diện tích sử dụng màn hình lớn. Ưu điểm về dung lượng pin cũng được iPhone 8 Plus thể hiện rất tốt bởi được trang bị dung lượng lớn, cùng màn hình IPS LCD tiêu tốn ít điện năng hơn so với các tấm nền phổ biến trên thị trường như OLED hiện nay. Và đặc biệt hơn, đây là sản phẩm mới trôi bảo hành nên hiện tượng chai pin chắc chắn là không thể xuất hiện, và có lẽ dung lượng và thời lượng pin của iPhone 8 Plus chỉ thua mỗi chiếc iPhone XR mà thôi. Vậy thì iPhone 8 Plus còn yếu tố nào để chiếc máy này trở nên đáng mua hay không, và liệu nó có thực sự ngon trong tầm giá hơn 15 triệu? Thiết kế sang chảnh là điều đã từng được nhắc đến rất nhiều trong những video đánh giá về chiếc iPhone 8 Plus này, nhưng có thể nhiều bạn vẫn chưa biết đến độ bền của mặt lưng kính ở chiếc iPhone 8 Plus. Mình có một người bạn đã từng sử dụng chiếc 8 Plus này từ thời điểm ra mắt, nhưng có thói quen rất ít khi sử dụng ốp lưng cũng như là kính cường lực, và sau một năm dùng như phá thì mặt lưng kính vẫn tỏ ra trường tồn theo cái độ phá của người bạn của mình. Mặc dù làm rơi khá nhiều dẫn đến các phần khung kim loại bị chóc sơn cũng như là móp, nhưng mặt lưng kính thì lại không bị ảnh hưởng và cực kỳ ít vết xước. Duy chỉ có một phần, đó chính là camera lồi lên khá nhiều nên khi rơi chắc chắn là ống kính cũng sẽ có những cái vết xước rất nhỏ. Chính vì vậy, các bạn nên cẩn thận khi sử dụng để bảo vệ tốt cho hệ thống camera của chúng ta. Nhắc đến camera thì mặc dù có cùng độ phân giải là Dual 12 megapixel, nhưng 8 Plus lại cho phép tùy chỉnh nhiều chế độ chụp ảnh xóa phông ảo diệu như ánh sáng tự nhiên, ánh sáng sân khấu, làm những tấm hình của chúng ta trở nên hiện đại như được chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp. Máy cũng được nâng cấp hơn so với iPhone 7 Plus ở khoản quay video khi cải thiện tốc độ khung hình ở chất lượng 4K lên 60fps. Chắc chắn rằng nhiều bạn sẽ có nhu cầu quay video ở chất lượng cao hay là làm vlog thì camera của iPhone 8 Plus chắc chắn sẽ không làm các bạn thất vọng. Tóm lại thì với mức giá là 15.290.000, rẻ hơn chính hãng từ 5 cho đến 6 triệu, cũng như là chất lượng và hình thức hơn hẳn so với iPhone 7 Plus hay là những cái dòng đời máy cũ, thì cá nhân mình nghĩ iPhone 8 Plus là một chiếc máy nên đầu tư ở thời điểm hiện tại. Lý do đơn giản là những mẫu iPhone mới ra mắt thì có mức giá quá cao, mặc dù sở hữu nhiều điểm cải tiến, nhưng đối với học sinh sinh viên hay là người dùng phổ thông thì 15 triệu cho chiếc iPhone 8 Plus đã là một con số cần cân nhắc. Ngoài ra thì khi mua hàng ở Di động Thông Minh trong tháng 11 này, các bạn sẽ nhận được khá nhiều ưu đãi từ chương trình tháng vàng Apple với thời gian bảo hành được nhân đôi, đi kèm với nhiều ưu đãi như là thay pin, quà tặng khi nâng cấp các gói bảo hành. Link sản phẩm iPhone 8 Plus đã active cho bảo hành mình sẽ để ở phần mô tả của video để các bạn tham khảo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.